Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha mọi người. Thì hôm nay cũng không phải là một cái video cho, cũng không phải là một cái video ẩm thực. Video hôm nay mình chỉ xin thông báo cho mọi người một chuyện quan trọng nha, để mọi người khỏi thắc mắc như thế nào ha. Thì đêm qua thì Bailey có nhắn tin xin mình nghỉ nha mọi người. Thì mình cũng hỏi lý do nhưng mà chắc áp lực công việc thôi. Thì mình cũng có khuyên, cũng có nói cho Bailey hiểu, nhưng mà quyết định là của Bailey mà, nên thì mình sẽ tôn trọng quyết định của Bailey nha mọi người. Thì nói chung là mấy anh em đây cũng chưa có biết, thì sẵn đây mình gom lại đây thông báo cho mọi người để cho mọi người khỏi thắc mắc nha. Mình cũng biết là sẽ có nhiều ý kiến trái chiều với anh em tụi mình là nó sẽ như thế này hay như thế này, thì nói chung là nhìn tùy theo mọi người cảm nhận thôi. Nhưng mà không phải là mình ở đây ghét bỏ gia nha mọi người, thì mình cũng có khuyên người kia. Mình cũng mong là khi mà Bailey cũng xem được cái video này mà để suy nghĩ nha mọi người, tại vì ở đây không có anh em nào ghét bỏ hay là ghét. Thương là thương đồng đều hết. Những khi các bạn nói thương mới này nhiều mới kia, thực sự ra thì thương anh em trong team thương hết mình. Mình cũng có nhắn là kêu mới đi lên để mà anh em ngồi lên nói chuyện, mà mới đi cũng không muốn lên thôi, mình không ép được nữa. Thì sẵn đây mình sẽ thông báo mọi người tin này để mọi người khỏi thắc mắc nha. Thì mọi chuyện là như vậy thôi. Cũng cảm ơn tất cả người đã đồng hành cùng anh em mình trong cái thời gian nói chung là không dài cũng không quá ngắn, để đủ cảm nhận về trang của mình. Tại vì khi mà mình lên một cái video như thế này sẽ có những cái bình luận không hay, thì mình xin chịu hết tất cả mọi thứ. Thì nói chung là mong con đường về sau thì anh em còn bao nhiêu thì gắn quá cái gì. Tại vì mình cũng không biết là mình sẽ đi con đường được bao lâu. Mình còn sức thì mình còn đi nha mọi người. Sau này ai cũng sẽ có cuộc sống riêng hết, nhưng mà quan trọng là ngay cái từ cái lúc này phải như thế nào để sau này để còn nhìn mặt nhau nha mọi người. Vì anh em ở đây cũng không có biết là Bailey nó nghỉ, nên sẵn dịp ở đây thì mình kêu anh em ra đời họp mặt để mà thông báo cho mọi người. Nói chung là ở đây cũng mong em ở lại chứ không có ghét bỏ gì em đâu Bailey. Thì cũng mong xem được cái video này thì em cứ suy nghĩ kỹ đi. Ở đây luôn chào đón em chứ không phải là ghét bỏ gì em đâu. Để như khi mình không quay video mà cũng thấy mặt quá đi, nếu mọi người thắc mắc nên sẽ thông báo để cho mọi người biết sớm nha. Nói chung là quyết định là của Bailey nha. Thì cuộc sống thế này thì ở đây cũng mong luôn mọi thứ nó tốt đẹp, cũng mong mọi thứ đừng có quá khắt khe. Chúc cái thời gian của Bailey đi theo tụi mình thì cũng 2 năm, năm mấy, gần 2 năm. Nếu mà chạm dừng chân tại đây thì coi như là tụi mình không có duyên nha mọi người, còn nếu mà tiếp tục thì coi như là thử thách. Xong là cái cuộc vui nào thì cũng phải lúc dừng lại, nhưng mà sớm muộn gì thôi mọi người, nên những cái lúc thế này thì nên trân trọng những cái gì mình đang có thôi. Mình cũng xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng anh em tụi mình
Thì từ đây về sau nếu mà không còn mấy ly nữa thì bao nhiêu đây, thì mong các bạn còn ở lại và tiếp tục đồng hành cùng anh em của mình. Chính là cái thời gian vừa qua nó cũng đủ để cho tụi mình hiểu một phần gì đó của nhau nha. Chứ dù nó không dài, nó đủ để cho mình ngày kia. Thì cũng mong thời gian sau này mấy anh em ở đây, nếu mà có cái gì đó mình không thích với nhau thì mình cứ thẳng thắn và nói chuyện với nhau rõ ràng nha, để mình khỏi đặt cái dấu hỏi ở một cái thành viên trong team của mình. Tại vì anh cũng không có muốn là anh em ở đây ai phải dừng chân lại, đi là đi hết. Còn mà nếu mà dừng nữa thì anh, nếu mà không còn anh không còn sức nữa thì anh xin dừng. Còn nếu mà anh còn đủ sức khỏe, đủ tỉnh táo để mà đi được hết thì anh sẽ cùng anh em đi hết cái đoạn đường lại. Tại vì anh cũng biết là về sau mình sẽ như thế nào, thì trước mắt là cứ vậy đi. Mình còn bao nhiêu người thì mình cứ đi bấy nhiêu. Thì mình cũng biết là sau một cái video này sẽ có những cái kiến nó sẽ không được hay cho lắm. Thì ở đây mình xin nhận nha mọi người, chứ không phải là mình từ chối những cái đó. Tại vì khi mình nhận cái góp ý của mọi người thì mình sẽ thay đổi bản thân nhiều hơn. Em cũng xin cảm ơn những cái thời gian chân quý của mọi người dành cho mình để mà nghe mình thông báo một cái chuyện như thế này. Mình biết là một chuyện này cũng không có vui đâu, nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều thứ. Nhưng mà thay vì như vậy thì mình xin thông báo sớm để mọi người khỏi phải suy nghĩ nhiều nha. Nói chung là nếu mà em xem được cái video này thì anh xin thay mặt tất cả anh em ở đây, mong là sau này sẽ có những cái thứ tốt đẹp đang chờ đón em. Em sẽ được những cái công việc sẽ tốt hơn ở đây, và luôn thuận lợi những cái công việc mà em muốn làm, và thật sức khỏe. Chúc em tất cả những cái gì. Em mong thời gian sau này, nói chung là anh em ở đây còn bao nhiêu thì mình cứ cố gắng nha. Em xin chúc mọi người thật sức khỏe nha mọi người. Bye bye mọi người.